오랜 시간 연구한 끝에 준호가 노처녀덕이 방지 신발을 개발하였고 압도적인 기술과 패션에 협력한 상품을 선보이도록 하겠습니다. 최근 한 과학적인 연구조사에 따르면 2018년 3월 말까지 18세 이상 여성 10만 명 중 4만 6,740명이 독신자라고 했습니다. 그중 87%는 사귈 대상을 아직 찾을 수 없거나 접근 방법을 모르기 때문이라고 합니다. In den Schuhen ist ein Chip integriert. Du kannst sie mit der Juno App aktivieren und dich deiner Zielperson 10 Meter nähern. Die App verschlüsselt alle Informationen in Echtzeit und überträgt alle Daten des Mannes auf dein Handy innerhalb von nur 10 Sekunden. Gleichzeitig verbindet sich die Navigationsfunktion auf die Handy der Zielperson mit den Apps der User und zeigt die genaue Position der Zielperson an. 9 von 10 Frauen, die als erstes am Juno-Forschungsexperiment teilgenommen haben, waren bereits erfolgreich. Nach nur 7 Tagen Nutzung dieser App hatten sie bereits ein Date. 저는 rất vui khi được tham gia trải nghiệm dòng giày chống nắng của Juno và qua công nghệ này thì tôi đã được gặp gỡ những chàng trai được gọi là sói ca, nhưng mà tôi sẽ không dừng lại ở đó bởi vì tôi sẽ tìm cho bằng được chàng trai phù hợp nhất với mình. Bởi ta nói là ở cái thời buổi công nghệ này thì không có gì không thể xảy ra. Và cảm ơn Juno rất là nhiều bởi vì là đã tạo ra dòng giày chống ế và để cho Phương Anh có thể trải nghiệm và tìm được những chàng trai phù hợp với mình. 이제 더 이상 패션은 액세서리가 아닙니다. 탁월한 기능을 포함해야 합니다. 우리 준호의 고객들이 자신에게 어울릴 남자를 선택할 수 있는 더 많은 기회의 연결고리를 만들고 싶습니다.